Xin chào quý vị và các bạn. Thị trường giao dịch phiên hôm nay đã kết thúc. Thì tôi quay trở lại để đánh giá phân tích tình hình của cái phiên hôm nay. Thì hôm nay là một cái phiên mà cái giá trị giao dịch nó cũng nhỉnh hơn hôm qua một chút thôi. Nhỉnh hơn hôm qua một chút. Đấy. Khối ngoại thì vẫn bán ra, vẫn thu một lượng tiền lớn. Đấy, 538,92 tỷ. Đấy, giá trị giao dịch của ngày hôm nay là 19.583 tỷ. Có lẽ là chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm để nhận định xem thị trường nó có tốt lên hay không. Tuy nhiên là quan điểm của tôi là những cổ phiếu riêng lẻ nó sẽ có những câu chuyện riêng lẻ để nó tăng một cách tích cực. Đấy, và các bạn có thể chú ý đến dòng thép. Tôi nghĩ là nó sẽ có những cái điểm khá là tích cực, hoặc những cái cổ phiếu liên quan đến nguyên vật liệu đầu vào. Tuy nhiên ấy, là chúng ta phải đánh giá, các bạn phải tự đánh giá nhé, bởi vì nó là lợi bất cập hại. Đấy, nó lợi bất cập hại ở cái chỗ như này này, cái nguyên vật liệu đầu vào, nếu như mà công ty mà đấy làm tốt cái động tác gọi là đánh giá phân tích và dự trữ lượng nguyên liệu đầu vào lớn từ lúc đầu, thì đến giai đoạn này là giai đoạn có lẽ là hái quả. Nếu như công ty đấy, cái lượng tiền mặt ở trong công ty vẫn tốt, rồi cái quá trình sản xuất vẫn đáp ứng được yêu cầu, thì nó sẽ là giai đoạn hái quả. Bởi vì sau các cái đợt suy thoái, hầu hết các cái nguyên liệu đầu vào chắc chắn là sẽ tăng giá nhiều lần, sẽ tăng giá mạnh. Thì các bạn cứ xem các cái đợt suy thoái trước thì chúng ta sẽ nhìn thấy điều đấy. Đấy, thì nguyên liệu đầu vào gồm có sắt, thép, nhựa, nhôm, đấy, đồng, gang, vân vân, nó sẽ đều tăng giá hết. Đường, đấy, rồi nó có cái lý do của nó, đúng không? Chúng ta giãn cách rồi vân vân, đấy, sẽ không khai thác được, rồi trong quá trình giãn cách đấy thì chúng ta phải cắt giảm này nọ kia, đến khi mà kinh tế phục hồi trở lại ấy, thì nó sẽ không kịp. Đấy là những cái lý do. Vì thế nên sẽ có những công ty mà đấy, người ta đi trước đón đầu, người ta thậm chí người ta dừng sản xuất, người ta mua nguyên liệu đầu vào. Đấy, nhưng những công ty mà có cái nội lực lớn ấy, nội lực mạnh ấy, thì sẽ tăng mạnh ở trong giai đoạn tới. Vẫn tăng mạnh. Lý do là cái lượng tiền sáng nay tôi đã chia sẻ với các bạn ấy, lượng tiền đổ vào thị trường vẫn đang rất là nhiều. Lượng tiền rút ra như thế này nhưng không ăn thua gì so với lượng tiền đổ vào. Đấy, chúng ta ước tính được là từ hơn 120.000 tài khoản mở mới đấy, thì cái lượng tiền mặt đổ vào tôi ước tính cỡ phải hơn 10.000 tỷ. Hơn 10.000 tỷ trong tháng 8. Trong khi đó cái lượng tiền rút ra của cả khối ngoại và tự doanh thì nó chỉ khoảng 8-9.000 tỷ thôi. Đấy, thì hiện tại là đang cân bằng thì nó phù hợp với cái xu thế gọi là sideways của thị trường thôi, đúng không? Đấy, và chúng ta vẫn phải chờ đợi những cái thông tin tích cực hơn. Thế giai đoạn này thì chúng ta giao dịch thận trọng, không nên margin giai đoạn này tốt nhất là không nên margin. Về cơ bản thì cái trần margin tôi nghĩ là cũng không bị ảnh hưởng nhiều đâu, có thể sẽ có một vài công ty chứng khoán chạm trần margin, nhưng cái giai đoạn vừa rồi ấy, các công ty chứng khoán người ta đã nâng hạn mức bằng cách phát hành thêm, rồi đấy, chia tách vân vân để tăng cái hạn mức, tăng cái vốn chủ sở hữu lên để làm cho cái trần vay margin nó nới rộng cái trần vay margin, nên có lẽ là cái câu chuyện margin ở giai đoạn này là không bị ảnh hưởng. Đấy, câu chuyện margin không bị ảnh hưởng, và các cái vấn đề về dịch bệnh thì đã được miễn dịch rồi, tôi khẳng định luôn đã được miễn dịch rồi, nó không vấn đề gì cả. Nhưng ở cái giai đoạn này chỉ là những nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư tổ chức, người ta đã bán một lượng lớn đi rồi, người ta thu tiền về rồi, thì người ta sẽ luân chuyển sang những cái cổ phiếu khác, người ta sẽ chưa vào ngay những cái cổ phiếu người ta bán ra. Đấy, cái đấy là cái lý do lớn nhất, và nó dẫn đến là cổ phiếu đấy là nó sẽ luân chuyển. Đấy, nó luân chuyển. Đấy, những cái con mà đã tăng mạnh ở sóng trước, ngay cả dòng thép, tôi khẳng định luôn, ngay cả dòng thép, có lẽ là dòng thép đang chuẩn bị tăng mạnh, nhưng chưa chắc là con HPG này sẽ là con leader của dòng thép đâu. Giai đoạn trước thì con HPG nó là leader,
đấy, nó vẫn có thể tăng nha, nhưng leader của dòng thép chưa chắc phải là HPG đấy, các bạn tự tìm nhá. Tôi đấy, sau sang quý hết quý 3 quý 4 thì chúng ta sẽ đánh giá lại xem là cổ phiếu nào sẽ là leader của dòng thép, nhưng quan điểm của tôi là HPG sẽ không là leader nha. Nếu như so các cổ phiếu khác ấy, thì cái giai đoạn từ đây đến đây ấy, thì đã thấy là con HPG này đã đuối rồi nha, đuối sức so với các cổ phiếu khác rồi đấy. Đấy, từ cái đoạn đây từ đây đến đây rồi là chúng ta đã thấy nó đuối sức rồi, nó chưa hẳn đã là leader, nhưng dòng thép tôi nghĩ là sẽ có những cái tích cực ở giai đoạn tới nha. Và cái thông tin lớn nhất là tôi chia sẻ với các bạn ấy, thằng Trung Quốc tự nhiên là nó quay ra nó mua mua với số lượng lớn cái quặng thép đấy, đấy là một trong những tín hiệu mà có lẽ là cho một cái sự chuyển dịch gì đấy chuẩn bị. Lý do đấy, lý do là giá ô tô đấy, bạn nào mà chưa mua ô tô thì có thể mua ngay đúng không? Giá ô tô có lẽ là giai đoạn tới là giá xe ô tô nó sẽ tăng mạnh, quan điểm của tôi là tối thiểu 30%. Đấy, ví dụ như cái xe mà những bạn nào đã mua cái đoạn trước là chắc chắn là bán là có lãi rồi, tôi quan điểm của tôi là như thế. Tất nhiên là nó sẽ không tăng, nó có thể là lừ đừ đừ vù quá là nó tăng sốc lên đấy, ví dụ thế nha. Và nguyên vật liệu đầu vào nó sẽ tự tạo động nó tăng và các cái khác, nhưng những cái công ty mà có những cái đơn hàng xuất khẩu từ rất là lâu rồi, ký kết đơn hàng xuất khẩu ví dụ hết cả năm chẳng hạn, hoặc hết 2 năm hoặc hết 3 năm rồi ấy, thì những công ty đấy nếu như chưa chuẩn bị được cái nguyên liệu đầu vào ấy, thì những công ty đấy không phải là có lợi đâu nhá, có khi lại là chết, có khi lại là chết đấy. Lý do là giá nguyên vật liệu đầu vào thì tăng lên đấy, các bạn hình dung nha. Thế ví dụ như cái công ty bất động sản này là xây chung cư thôi chẳng hạn nha, cái giá nhà thì đã ký hết hợp đồng bán hết cho dân rồi đúng không, giá nhà thường thường chúng ta ký thường phải một tối thiểu là 1 năm hoặc 2-3 năm sau chúng ta nộp theo tiến độ ấy, 2-3 năm sau 2 năm sau mới nhận được nhà, thì giá người ta tính trước rồi đấy, tính trước rồi giá ký rồi. Các bạn hình dung nhà mua cái nhà là bình thường là 1 tỷ là người ta lãi cỡ khoảng 40% ví dụ thế, 40% trừ xây dựng rồi cái nọ cái kia ví dụ thế, người ta lãi khoảng 40%. Tuy nhiên đấy là cái giá nguyên vật liệu đầu vào cái giai đoạn vừa rồi tất cả tăng hết, tăng thậm chí tăng 40-50%, thì cái lãi của người ta không còn được nhiều nữa, lãi rất là thấp và thậm chí lỗ đấy. Nên nên đấy là các bạn phải đề phòng xem kỹ, nếu mà có xem cả những cái thông tin cơ bản đấy thì phải xem kỹ những cái thông tin đấy nha. Còn nếu như mà giống như tôi nói giai đoạn này khi mà thị trường nó ở cái mức cao mà chúng ta chỉ tập trung để lướt lát thôi ấy, thì không không cần quan tâm, không cần đọc nhiều những cái thứ đấy đấy. Riêng cái nhóm chứng khoán ấy là nó vẫn luôn có lợi đấy, các bạn nên tập trung vào những công ty chứng khoán nhỏ nhỏ và vừa có danh mục tự doanh tốt đấy. Tôi cũng vừa mới trao đổi thông tin với một cái một ông bạn đấy, ông làm broker cũng phải gần 20 năm rồi đấy, từ cái lúc ra trường cho đến bây giờ đấy, ông bạn của tôi, và trao đổi một vài cái thông tin thôi, thì bởi vì tôi cũng không nắm được là cái lượng mở tài khoản nó lớn như thế thì cái lãi của công ty chứng khoán thực chất là nó nằm ở chỗ nào, tôi cũng lười. Tôi thực ra là tôi có soi báo cáo tài chính nhưng mà tôi cái đợt này tôi chưa soi kỹ đấy. Thì cái câu chuyện nói thì chúng ta thấy là cái công ty chứng khoán thì nó có mấy cái nghiệp vụ có thể kiếm được tiền đấy. Một là quản lý các cái tài khoản của các bạn đấy, thì khi các bạn giao dịch đấy thì người ta sẽ có thu được cái phí phí giao dịch. Cái thứ hai là cho vay margin, cho vay margin đúng không? Cái thứ ba là tự doanh đấy, tự doanh. Cái thứ tư là hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành đấy, phát hành huy động vốn đấy, và người ta sẽ ăn phần trăm đấy, và một số các nghiệp vụ khác, nhưng mà nó có những cái thứ đấy là những cái thứ chính. Thế thì cái mà đấy sau khi trao đổi rồi vân vân rồi tôi cũng có xem một vài các công ty chứng khoán ấy, thì cái mà thu tiền được nhiều nhất của công ty chứng khoán ấy thì nó nằm ở cái mảng tự doanh đấy, cái mảng tự doanh. Nếu như cái công ty chứng khoán nào mà tự doanh tốt ấy thì cái khoản lãi đấy nó sẽ rất là lớn, nó rất là lớn đấy. Ví dụ những công ty chứng khoán nhỏ các bạn hình dung nha, lãi hàng trăm tỷ là chủ yếu là tự doanh thôi, còn cái việc môi giới với gọi là phát hành nọ kia thì không không đáng kể đấy. Nên các bạn vẫn
quan điểm của tôi là vẫn nên soi kỹ cái danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán. Nếu danh mục tự doanh đến cái giai đoạn này này mà người ta đang có lãi lớn rồi thì khả năng, bởi vì những cái công ty chứng khoán đấy người ta cũng nhạy cảm với các cái cổ phiếu mà có phân tích tốt, có những thông tin tích cực, bởi vì người ta có đội ngũ đấy, người ta có đội ngũ và người ta cái nghề của người ta là hàng ngày người ta đọc báo cáo tài chính, hàng ngày người ta ngồi người ta phân tích các cái loại thông tin đấy, các bạn hình dung như thế. Chúng ta có đọc nhiều có này khác cũng không thể bằng người ta được đâu đấy. Nên nếu như danh mục tự doanh của người ta mà không tốt đấy thì chúng ta chỉ còn chờ đột biến từ cái, chúng ta thực ra còn mỗi tháng 9 với tháng 10 để báo cáo tài chính thôi, sang tháng 10 là chuẩn bị hết cái quý 3 rồi đấy. Thì hiện nay ấy, nó đã lòi ra một số công ty chứng khoán mà cái giá nó chưa tăng cao nhưng cái danh mục tự doanh nó rất tốt, nó đã lãi đến hàng trăm tỷ rồi mà lượng cổ phiếu không nhiều, cũng tuy nhỏ đấy. Thì các bạn nên để ý đến những công ty như thế. Còn các cái cổ phiếu đầu cơ ấy thì tôi khẳng định luôn là nó vẫn có một cái vị trí rất là quan trọng, các bạn nên dành một lượng tiền, các bạn có thể mua đi bán lại trong trong phiên luôn đấy. Có nghĩa là các bạn phải có một lượng cổ phiếu lớn rồi, hoặc các bạn giữ lì nếu như tiền của bạn lớn, nhưng đừng đừng bỏ hết trứng vào nó là được. Và tôi nghĩ là cái những cái cổ phiếu đấy nó sẽ có những cái bước đột phá rất là mạnh, rất là mạnh. Và đấy, và vẫn câu nói là ở trên thị trường chứng khoán ấy, nó thông thường là tiền sẽ được lấy từ những người mất kiên nhẫn để đưa vào túi những người kiên nhẫn hơn. Đấy, ngoài cái việc các bạn phân tích giỏi rồi các bạn đọc báo cáo tài chính tốt ấy, thì quan trọng nhất là phải nắm được tình hình tổng quan ấy, tình hình tổng quan. Sau khi nắm được tình hình tổng quan rồi thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi nó là cái yếu tố quyết định tiên quyết để kiếm được tiền. Nếu như không nắm được tình hình mà chúng ta kiên nhẫn thì cũng là vô nghĩa. Thực ra cái kiên nhẫn đấy thực ra là nó lại thành một cái thứ ngu xuẩn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta nó cứ lỗ triền miên và chúng ta không cắt ấy thì nó dẫn đến là có thể cháy tài khoản. Thì tôi khuyên các bạn là tôi sẽ có một cái clip là cắt lỗ như thế nào cho nó hợp lý. Tôi hứa là tôi sẽ làm, và tôi sẽ làm cho quý vị và các bạn cái clip đấy, đấy. Có lẽ là cuối tuần này đấy. Còn về cái danh mục thì đây tôi lại chạy cái chương trình để cho quý vị và các bạn có thể xem cái danh mục. Thì hôm nay tôi cũng chưa chạy, hôm nay là ngày mùng 9, ngày mùng 9 rồi đấy. Chúng ta không nên kiên nhẫn một cách mù quáng đấy. Tôi về về nguyên tắc là nó phải tuân theo một cái gọi cái mà tôi nói là cái quy tắc mà chúng ta nên đặt ra cho mình đấy. Ví dụ như là tôi nói đấy, bán thì chúng ta gạch đầu dòng là những cái thứ nào thì chúng ta sẽ bán, mua những thứ nào chúng ta sẽ mua, thì nó cắt lỗ là những cái gì làm chúng ta phải cắt lỗ thì phạm vào thì chúng ta phải phải xử lý ngay, và chúng ta phải chủ động xử lý được những cái thứ đấy, đúng không? Đấy. Hôm nay HPG thì dòng tiền vào tích cực nhé. Fit, hôm nay dòng tiền vào fit. Có lẽ là bắt đáy, nhưng cái cổ phiếu này thì tôi nghĩ nó cũng là cổ phiếu đánh bạc thôi. Tuy nhiên là tùy các bạn vào cũng được. SSI thì hôm nay là bị bán nhé, bị bán nhưng nó cũng không sập đâu, nó không bị sàn. HSG. HSG thì hôm nay tiền vào rất mạnh luôn nhé. SLC, TCH thì hôm nay là phiên bán này, nó tạo ra cái cây bán này. Thằng này thì nó đấy, cái sóng của nó cũng rất là bé, nên là tôi quan điểm của tôi là nếu như các bạn đầu tư dài hạn mà hiểu về nó thì cả mua, còn nếu lướt sóng ở cái giai đoạn này thì cũng không nên mua đấy. Lý do ấy là cái sóng của nó thì không lớn đấy, và các bạn thực ra nếu mà các bạn dùng cái sự gọi là kiên nhẫn để giữ nó ấy, thì đấy nó lại rất là lỡ chỡ, chúng ta giam tiền ở trong đây nó lại rất là lâu, đúng không? Giam tiền lại lâu. FLC này, FLC rồi. Tiên Phong Bank thì tiền vẫn vào mạnh nhá. Tiên Phong Bank thì không, hôm qua nó chỉ giảm nhẹ thôi, hôm nay nó lại vào mạnh. Hôm nay nhóm ngân hàng thì cũng tăng mạnh đấy.
SHB thì tiền nó vẫn rút nhẹ nhẹ ra thôi. CAO thì hôm nay tăng mạnh này. VIX thì hôm nay bị bán mạnh nhá. MBB thì hôm nay nhẹ thôi. Đấy, đấy là những cái cổ phiếu mà có dòng tiền lớn ngày hôm nay, thì hôm nay có 11 cái cổ phiếu thôi. Tiếp theo này là những cái cổ phiếu mà tăng mạnh phiên hôm nay. Hôm nay cũng có lẽ là dòng tiền nó cũng lan tỏa đấy, nên là cũng sẽ nhiều cổ phiếu tăng rất là mạnh. Nên có lẽ là các bạn cũng tự tự xem thôi. Đọc cái này 62 cổ phiếu, nó rất là nhiều đấy. Rất là nhiều nha, có cả cổ phiếu tốt và cả cổ phiếu rác nhá. MVKG này tăng mạnh đấy. ACV này, ACV tăng mạnh nhá. IDC này, VC1, VC2, VNL thì vẫn đang tăng rất là mạnh nhá. PGV, CNG, CAG. CAG. TCO. Đấy, các bạn tự các bạn xem nhé. Này, có con hàng không Việt Nam này nó vẫn tăng đều đấy, các bạn hình dung nha. Nếu mà sóng tốt của nó ấy, thì vẫn vẫn tốt nhá. Đấy, nếu mà vào đúng cái sóng của nó là vẫn vẫn kiếm được nhiều tiền đấy. Đấy, đây chỉ cần một đoạn này thôi là cũng rất là nhiều tiền rồi. T cộng 3 này như này là rất nhiều nhá. Đấy, thằng VOS thì nó vẫn tăng mạnh nha. VOS căn bản cái thằng VOS này không hiểu giai đoạn này VOS nó vẫn vẫn tăng, bọn lái vẫn dựa theo cái thông tin gì đấy để đánh lên nha. Còn cơ bản của thằng VOS thì nó không tốt đâu, nên là chúng ta không nên. Đấy, QNC, Shell này, DID. IDI hôm nay cũng tăng mạnh nhá. Đấy, còn K KHB này hôm nay còn rác này bữa nay nó lại tăng rất là mạnh. Nó có đội lái. Đấy, đấy là những cái cổ phiếu tăng mạnh hôm nay có 62 cổ phiếu nha. Thì các bạn nên lựa chọn kỹ đấy, xem kỹ thì lựa chọn nó nhiều như này là cũng khó lựa chọn đấy nha, nhiều này là dễ lựa chọn nhầm lắm đấy. Và thép Việt Nam hôm nay tăng mạnh này, cơ bản thì tôi quan điểm của tôi là dòng thép có lẽ là nó sẽ quay lại dẫn dắt thị trường trong cái giai đoạn tới, nhưng đấy nó dẫn dắt từng từng nhịp rồi chứ còn nó cũng chưa biết được, đúng không? Chúng ta cái dòng tiền là một việc, nhưng mà cái quan trọng nhất đấy ở cái giai đoạn này này là cái khối ngoại người ta vẫn chưa ngừng rút tiền ra. Đấy, cái lý do rút tiền ra của khối ngoại là cái gì thì không biết, nhưng mà người ta vẫn rút rất là mạnh. Tuy nhiên đây là nó không đáng ngại lắm ở cái chỗ là tiền rút ra chủ yếu là ở hai cái con này nó đã hết. Nếu mà nhìn kỹ vào ấy thì khối ngoại thực ra nó chỉ rút con VHM, con VIC này với con Vinamilk, ba con này cộng lại nó đã thừa cái tiền khối ngoại rút ra rồi, các bạn hình dung không? Đấy, nó chỉ rút ra của ba con này là chính thôi nhá. Ba này chính, SSI nữa này, SSI nữa, nhưng mà đấy hai con này là rất là rút rất là nhiều đấy nhá. Đấy, nếu nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy là như thế.
Nhận thấy là khối ngoại là rút tiền nhiều ở chỗ đấy, còn tự doanh thì có lẽ là phải đến mai chúng ta mới nhìn thấy được nhá. Tự doanh thì vẫn cứ âm thầm mua ít một nhá, ít một đấy đấy. Và cuối cùng để lựa chọn cổ phiếu mua bán hay nắm giữ thì các bạn cần xem kỹ các cái thông tin trước khi quyết định, và chúc các bạn lựa chọn thành công, kiếm được nhiều cổ phiếu tốt, giao dịch thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.